vải chất lượng. Gà to hơn nữa. Dài nữa em. Nhà từ từ đấy bác nhá, bác nghỉ xuống.
Bác ghi xuống, ghi cái chân xuống này. Nó bung đất hơn. Bác phải tiến lên, nó quay tròn đi. Kết thúc video nhá. Đất này phải làm vài lần nữa mà nó bị, nó kiểu dẻo ấy, dẻo thành cục ấy. Bây giờ phơi lên, anh phơi lên một lượt nắng là anh lại làm được nó tơi luôn. Bây giờ tạm thời đánh phơi lên đá, đánh lên một mặt một loạt phơi lên đá, không anh để anh phơi nắng nha, nhưng mà phơi lên mà mưa phát này cũng chết. Nó ướt anh ạ, nó ướt, nó dẻo. Lên thì lên được nhưng nó không bung ra được.